Theo Đô kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc. Tiếp tục một clip ngày hôm nay, Theo Đô muốn giới thiệu đến quý vị anh chị em với một cặp súp đơn Bát 50 về với trung tâm của Theo Đô. Với mã đời của dòng sản phẩm đó là Mapro 418S. Một dòng súp hơi Bát 50 được thiết kế cho chúng ta với một thân thùng súp rất là gọn để phục vụ cho những quý vị anh chị em đam mê âm thanh mỹ bãi. Ở những quý vị anh chị chúng ta đang cần cấu hình, chúng ta cần có thêm một quả trầm Bát 50 để bộ âm thanh của chúng ta được hoàn hảo hơn, được mạnh hơn, được hay hơn. Với những model Marlboro 418S là một trong những model được sản xuất tại đất nước Mỹ. Với cấu hình Bát 50, chiều kháng của Bát là 4 ohm. Model của Bát là 2241GBL. Từ 220 cô 100. Một cặp súp đẹp xuất sắc để phục vụ đến quý vị anh chị. Chúng ta chơi những quả súp hơi, chúng ta cần đi thêm vào một con đẩy để đánh những quả súp như thế này. Và chúng ta chơi những dòng sản phẩm đẩy cao cấp tầm cỡ nào thì do nhu cầu của từng quý vị, của những từng người chơi, từng ngân sách của từng vị của quý vị. Và với tình trạng đẹp xuất sắc cho những cặp súp như thế này, để quý vị chúng ta có thể xem chi tiết về những quả súp bãi mà bên trung tâm của Theo Đô tuyển chọn. Dòng sản phẩm này cũng được thiết kế cho chúng ta với cấu trúc là dòng thùng sơn cát, quý vị anh chị em. Cũng được cấu trúc cho chúng ta một dòng thùng sơn cát và hai bên cũng được thiết kế cho chúng ta những chiếc tay để chúng ta có thể tiện di chuyển. Và phía bên trên thì chúng ta thấy rằng cũng không thể thiếu một chiếc lỗ để chúng ta có thể cắm cây. Ví dụ như những quý vị nào đang chơi những cặp loa nhỏ mà đang dùng cây cắm thì chúng ta có thể cắm cây vào đây để chúng ta đặt cặp loa nhỏ lên cái cặp, cái cây và chúng ta cắm vào đây. Với những mã Marlboro 418S này thì bên trung tâm của Theo Đô cũng không có nhiều, số lượng về được là một cặp. Tuy nhiên, những quý vị anh chị em nào chúng ta sở hữu một quả thì Theo Đô bán một quả, và quý vị anh chị nào chúng ta cần nhu cầu theo một cặp thì Theo Đô có đủ một cặp để phục vụ đến cho quý vị anh chị. Với tình trạng độ đẹp của những cặp súp như thế này thì một trong những dòng súp bãi như này được đánh giá với hình thức quá đẹp. Về độ zin thì những cái sản phẩm như này bên trung tâm bao zin 100%. Tất cả từ đến nội thất cho đến ngoại thất quý vị nhé. Chúng ta thấy là một trong những video thì Theo Đô quay qua một tấm lưới thôi, chúng ta cũng đã nhìn thấy những chiếc màng loa bát rất đẹp. Và quý vị anh chị chúng ta quan tâm những dòng sản phẩm này, chúng ta cứ kết nối bằng Zalo hoặc điện thoại trên tấm biển Theo Đô. Theo Đô sẽ cung cấp thêm hình ảnh chi tiết về những chiếc củ bát, những mã đời bát và những cái chi tiết ở bên trong để quý vị anh chị chúng ta có thể cảm nhận và xem chi tiết hơn về những cái dòng sản phẩm mà bên trung tâm của Theo Đô đang sở hữu như thế này. Một trong hai quả như này đều đẹp đều như nhau, nên quý vị anh chị em nào chúng ta lấy trước hay lấy sau hay chúng ta sở hữu một quả thì nó đều đẹp như nhau quý vị anh chị em nhé. Chứ chúng ta cũng không cần phải lăn tăn là lấy trước hay lấy sau hay đẹp hay xấu, bởi vì tình trạng những cái cặp được tuyển chọn như này thì luôn luôn Theo Đô tuyển chọn nên nó được đẹp đều như nhau để phục vụ đến cho quý vị anh chị. Ngoài những quả súp 418S mà chúng ta không thích những cái mã bài 418S thì bên trung tâm của Theo Đô hiện tại đang còn những quả là 518S là còn full súp, đó là một quả. Và những quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm dòng súp điện đó là PRX618S thì bên trung tâm thì Theo Đô cũng còn một quả, và một quả là MRX518S. MRX518S là dòng súp hơi cũng là bát 50, và PRX618S cũng là súp bát 50, nhưng mà PRX618S là dòng súp điện được tích hợp một bộ công suất liền ở phía sau. Còn 518S thì chúng ta cần phải thêm một con đẩy quý vị anh chị em nhé. Mà nhu cầu về mua sắm để sở hữu những quả súp đơn hoặc là những cặp loa phun đôi, phun đơn, những cặp loa đời 4 số hoặc những cặp loa đời 3 số, quý vị anh chị em chúng ta cứ liên hệ bên trung tâm của Theo Đô, có rất là nhiều những cái mẫu mã tuyển chọn về để phục vụ đến quý vị anh chị em. Mọi nhu cầu về mua sắm những thiết bị âm thanh mỹ bãi, quý vị anh chị chúng ta xin hãy liên hệ bên trung tâm của Theo Đô theo số điện thoại đã nói trên. Hoặc quý vị chúng ta quan tâm những dòng sản phẩm đẩy thì cũng có rất là nhiều những mẫu mã đẩy khác nhau. Đẩy Mỹ, đẩy Crown, đẩy LA48 hàng của Thụy Điển, và những con đẩy Crown Itech 6000 hoặc những con 5002. Hoặc những cặp loa, những bộ mic đẳng cấp thương hiệu của thế giới, những bộ Sennheiser hoặc những bộ Shure mà bên trung tâm của Theo Đô đang có và đang sở hữu. Và clip này Theo Đô sẽ khép gọn ở tại đây. Chúng ta vừa nghe một khúc nhạc, Theo Đô mới đệm một quả súp này và một cặp loa FP215-6. Chúng ta vừa nghe một khúc nhạc cũng như về tình trạng, về độ đẹp những cả như này thì chắc chắn là không thể quý vị làm chi được rồi.
Và chúng ta mà còn chê những quả súp này là không đủ độ đẹp thì chắc chắn chúng ta phải đi mua những quả súp mới. Và những quả súp mới thì Marlboro 418 đã ngừng sản xuất từ rất lâu, chúng ta cũng không có để mua. Và bây giờ thì Theodo xin dừng clip ở tại đây. Giá thành của sản phẩm cặp súp này là tương đương với 40 triệu cho một cặp, quý vị anh chị em nhé. Tương đương với 40 triệu cho một cặp súp Marlboro 418S đẹp xuất sắc như này. Và bây giờ thì Theodo xin dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị em trong những clip tiếp theo.